Vào dịp lễ Tết thì sức khỏe của giọng nói cũng rất quan trọng vì đây là dịp giao lưu với bạn bè, đoàn tụ với người thân, gia đình sau một năm dài tất bật. Tuy nhiên, một số người lại gặp phải tình trạng khàn tiếng, mất giọng do một số nguyên nhân như hát karaoke, ăn hạt dưa, uống rượu bia hoặc mắc các bệnh như cảm cúm, viêm họng. Vậy thì làm thế nào để có thể có một sức khỏe giọng nói tốt trong dịp lễ Tết này? Hãy cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố gặp gỡ và trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Hảo Hấn, trưởng khoa mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh để giải đáp vấn đề này nhé. Bác sĩ có thể cho quý khán giả được biết kinh nghiệm của bản thân bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe giọng nói ạ? Chăm sóc sức khỏe là một nhiệm vụ của người bác sĩ về tai mũi họng. Vì vậy rõ ràng là để một sử dụng một cái giọng nói tốt nói riêng cũng như là một cái bệnh lý tai mũi họng toàn thể nói chung, nếu chúng ta biết gìn giữ thì chúng ta rất là ít bệnh, từ đó chúng ta phải đỡ phải dùng thuốc, thậm chí là dùng nhiều kháng sinh hoặc là chúng ta bị tới bị lui nó nhiều những cái biến chứng khác. Thì đầu tiên như tôi nói, một trong những cái phương pháp hiệu quả, rẻ tiền, ít tốn kém, ai cũng có thể làm được, đó là mang khẩu trang. Chúng ta mang khẩu trang ở trong nhà, chúng ta mang khẩu trang ngoài đường. Nói chung là mang khẩu trang là một phương pháp ngăn ngừa từ 30 đến 50% cái yếu tố gây bệnh. Tại sao chúng ta không làm? Cái vấn đề thứ hai là chúng ta rửa tay bằng cái nước sát khuẩn. Cái việc rửa tay làm nước sát khuẩn, đôi lúc chúng ta hay có những thói quen đưa tay lên, dụi mắt, chà mũi, hoặc là chúng ta có những động tác là nựng em bé lên mặt lên đồ. Mà nếu nó cái tay chúng ta thường xuyên sát trùng tay tốt thì rõ ràng là chúng ta hạn chế cái nguồn lây. Cái vấn đề thứ ba là trong vấn đề ăn uống, thì rõ ràng nếu cái vùng hậu họng của chúng ta biết cách ăn uống và tiết chế thì chúng ta sẽ giảm bệnh rất là nhiều. Đầu tiên là hạn chế uống đá lạnh nhiều, thứ hai là hạn chế bia rượu nhiều. Thực ra bản thân tôi cũng là một người thích uống bia, nhưng mà khi mình sử dụng thì mình cũng phải biết vừa phải và đến nơi nào ngưng. Đặc biệt là các anh uống bia rượu hoặc là những người mà ăn khuya tiệc tùng đêm, phải nhớ rằng là nếu mình có cái cơ địa trào ngược dạ dày thì mình nên dùng và đi nằm ít nhất tối thiểu là 3 tiếng đồng hồ. Còn trong trường hợp phải là 2 tiếng là ít nhất. Để khi mà mình nằm xuống mình ngủ thì những cái chất mình uống như là dạ dày, bia rượu, những cái đồ ăn mà khó tiêu thì nó sẽ trào lên, nó gây cái trào ngược dạ dày. Trào ngược dạ dày là một trong những nguyên nhân cũng rất là thường gặp khi mà nó viêm vùng hậu họng, đặc biệt là viêm thanh quản gây khàn tiếng. Cái điều đó là điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta ăn thì hạn chế ăn những cái đồ nhiều mỡ khó tiêu. Bởi vì khi chúng ta ăn những cái đồ nhiều mỡ khó tiêu thì cái dạ dày của chúng ta nó tiêu hóa rất là kém. Vì vậy nó cũng dễ trào ngược lên. Vì vậy chúng ta ăn nhiều rau xanh, ăn những cái thức ăn dễ tiêu, hạn chế mỡ, nhiều chất xơ. Thứ hai ba là dạng nước uống. Thì trong những ngày Tết, đặc biệt là trẻ con đó, họ thích uống nước ngọt. Thì thực chất ra cái nước mà người ta hay khuyên dùng đó là những cái nước mà dân gian mình có sẵn rất là tốt và ít tốn kém, đó là nước lọc hoặc là nước dừa hoặc là nước dưa hấu. Đây là những cái thành phần mà nó có nhiều yếu tố kali là lợi tiểu. Thì khi mà mình uống nước nhiều và đủ thì cái cơ thể của chúng ta nó thải những cái yếu tố gây bệnh ra rất là tốt rồi. Cái thứ hai nữa là những cái vùng nước này nó làm cho những người lớn tuổi có thể là có nhiều cái ion kali, nó sẽ hạ huyết áp, nó làm cho cơ thể khó bệnh hơn. Và đặc biệt là cái đường tiêu hóa của chúng ta tốt. Thì cái thanh quản, như mọi người biết rồi, cái thanh quản nó nằm ngay trước cái miệng thực quản. Nếu mà mình bảo quản được cái đường ăn tốt thì cái đường thanh quản nó sẽ tốt theo. Còn nếu trong trường hợp đa phần của chúng tôi ngày nay mà gặp nhiều bệnh nhân đến khàn tiếng dai dẳng, khàn tiếng lâu dài, thì nguyên nhân mà thường gặp ngoại trừ cái trào ngược dạ dày thì còn có những cái bệnh lý mà viêm mũi xoang, nó đổ xuống từ ở trên vùng mũi xoang, nó đổ thành sau họng xuống, nó cũng gây cho đau họng và viêm thanh quản dai dẳng. Nếu chúng ta bị lâu dài như thế thì chúng ta nên đi đến chuyên khoa tai mũi họng để được mình nội soi, mình kiểm tra một cái. Có những cái lợi thế là thứ nhất là mình loại trừ được những cái u nguy hiểm ở vùng này, đặc biệt là những anh lớn tuổi có hút thuốc lá. Thì loại trừ đầu tiên là cái ca thanh quản cho mình yên tâm. Thứ hai có những cái u ở vùng này như là u nhú thanh quản hoặc là những cái u mạch máu. Còn ngoài ra những cái bệnh mà những cái u nang bình thường như là nang dây thanh, polyp, hột hạt vậy đó, thì chúng ta có thể xử lý dễ, đúng chỉ định thì chúng ta sẽ bớt. Và thứ ba là chúng ta phải điều trị triệt để cái nguyên nhân gây bệnh, đó là cái viêm mũi xoang mãn tính, chúng ta nội soi chúng ta sẽ phát hiện được, hoặc là chúng ta nghi ngờ một cái yếu tố trào ngược dạ dày thực quản, chúng ta điều trị thì ngăn hai yếu tố thuận lợi này thì bệnh nhân mới khỏi bệnh và không có hiện tượng khàn tiếng tái phát. Thưa bác sĩ, trong trường hợp đã bị khàn tiếng, mất giọng thì bí quyết để có thể khắc phục nhanh chóng và hiệu quả là gì ạ? Thì thường là
Một số bệnh nhân mà nếu khàn tiếng trong dịp Tết này thôi á, thì đa phần là khàn tiếng do nhiễm siêu vi đường hô hấp, trong đó là 80-90% là do siêu vi rồi. Vì vậy ban đầu chúng ta chỉ dùng những cái thuốc kháng viêm, thì những cái thuốc kháng viêm mà chúng tôi hay dùng cho những bệnh nhân, ví dụ như những ca sĩ, những cái người làm chương trình thì buộc họ bớt nhanh, thì chúng tôi có thể sử dụng corticoid, thì cái đây là kháng viêm mạnh nhất. Tuy nhiên cái việc dùng cái thuốc này cũng phải biết được rằng là nó là con dao hai lưỡi. Vì vậy ngoài cái mặt mà kháng viêm rất là tốt thì chúng ta phải hỏi kỹ bệnh nhân là có những cái bệnh lý kèm theo hay không, như cao huyết áp nè, tiểu đường nè, loét dạ dày, hoặc là có những cái chống chỉ định về sử dụng corticoid tại chỗ. Như một số bệnh nhân cũng hay, chúng ta hay quên là bệnh nhân vừa mới chích ngừa về những cái bệnh viêm gan, hoặc là chích ngừa những cái bệnh uốn ván, chúng ta phải hỏi kỹ bệnh nhân. Thì khi chúng ta dùng thì cũng dùng trong thời gian ngắn ngày thôi, nghĩa là 3-5 ngày, hoặc thậm chí kéo dài là tới 7 ngày thôi, đừng có dùng lâu thì nó sẽ gây tác dụng phụ cho bệnh nhân. Cái vấn đề thứ hai nữa, chúng ta có thể dùng những cái loại mà kháng viêm men, chúng ta có thể mua ở nhà thuốc chúng ta ngậm, thì từ 2-6 viên một ngày. Thì đặc biệt của cái kháng viêm men thì nó làm chống xuất tiết, nó làm chống phù nề, thì hai cái chai thanh của chúng ta nó sẽ đỡ rất là nhiều và nó cũng mang lại hiệu quả cao. Cái thứ ba nữa là khi chúng ta có những cái phản xạ ho kích thích ở vùng này thì chúng ta có thể dùng cái kháng dị ứng. Kháng dị ứng là những cái thuốc mà chúng ta có thể tự động mua và cũng không có toa của bác sĩ. Và đặc biệt là giữ họng ấm, như là xúc họng bằng nước muối sinh lý, hoặc là uống nước ấm như là cái phần trên tôi đã trình bày. Ngoài ra chúng ta có thể xông thêm họng, hoặc là đặc biệt là khi mà chúng ta đã khàn rồi thì chúng ta phải tiết chế giọng nói tối đa. Chúng ta chỉ nói cao hoặc là nói nhiều khi nào chúng ta cần thiết. Bởi vì khi bất cứ con người của chúng ta, nếu mà có bệnh, chúng ta nghỉ ngơi càng nhiều thì khả năng hồi phục nó càng nhanh. Chứ còn nhiều cái bệnh nhân rất là gây khó khăn cho bác sĩ. Ví dụ mỗi lần khàn rất là nặng mà tới cho tôi bớt liều vào ngày mai, thì tôi hay đùa với bệnh nhân là bác sĩ không phải là siêu anh hùng, cũng phải là một cái người điều trị cho bệnh nhân bất bệnh, nhưng nó cũng phải có lộ trình. Nên quan trọng để cho chúng ta có một cái Tết vui vẻ, không có bệnh tật, không có khàn tiếng, chúng ta có thể trò chuyện được với gia đình và bạn bè xung quanh, thì trước hết chúng ta phải bảo vệ trước. Và sau đó khi chúng ta có cái vấn đề bệnh xảy ra là chúng ta nhanh chóng chúng ta điều trị theo những cái hướng đơn giản trước, hoặc là những cái cách mà dân gian người ta cũng hay về cái đường họng và thanh quản của chúng ta mà tôi đã trình bày. Nếu chúng ta mà để trễ, ví dụ như sau 5 ngày chúng ta mới tiến hành điều trị, thì trong trường hợp này thì trường hợp này phải đặt ra là sau 5 ngày là bệnh nhân nặng hơn thì có thể là đã có nhiễm trùng rồi, thì chúng ta phải nên đến bác sĩ sớm. Trong những ngày Tết thì bản thân bệnh viện Tai Mũi Họng của chúng tôi cũng có mở cửa 24/24, nên bất cứ bà con mà có vui chơi, mà có những cái vấn đề gì về bệnh tai mũi họng thì mạnh dạn đến khám sớm, bởi vì bệnh viện vẫn có người túc trực để điều trị cho bà con 24/24 và xuyên Tết. Thưa bác sĩ, thực phẩm nào nên và không nên ăn để có một sức khỏe giọng nói tốt? Thì trong dân gian mình, để nói cho dễ hiểu, thì những cái thực phẩm mà mình dùng cái từ nóng, mà thực chất ra không phải là nóng, đó là nhiều đường và mỡ thôi. Thì mình nghĩ như vậy để mình loại trừ cho nó dễ, có nghĩa là mình hạn chế thôi chứ không phải là mình cấm kiêng cữ hoàn toàn. Mình có thể ăn nhưng mà mình ăn vừa phải, tiết chế vừa đủ. Ví dụ như là Tết là phải có thịt heo mỡ rồi, nhưng mà mình ăn cũng vừa thôi, chứ nhiều người rất là thèm để ăn rất là nhiều, rồi kèm theo ăn thịt mỡ rồi còn ăn hạt dưa, đó là những cái chất khô và nóng và thiếu nước, cần nước rất là nhiều, nên nó ảnh hưởng đến giọng nói. Có một số bệnh nhân rất là nhạy cảm sau khi ăn đậu phụng, hạt điều, hạt dưa vô, hoặc là thậm chí hạt bí, thì sau đó chúng ta ho sặc sụa. Mà khi chúng ta ho như vậy thì rõ ràng là hai cái dây thanh của chúng ta nó sẽ phù nề, thì lúc đó là bệnh nhân sẽ bị khàn tiếng. Còn những loại nước uống như mà chúng ta cũng phải hạn chế, đó là nước ngọt nè, có nhiều đường nè. Thứ hai nữa là bia rượu chúng ta cũng tiết chế. Rồi chúng ta uống những chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó có nhiều vitamin, là rau xanh, là chất xơ, như là chúng ta ăn nhiều rau xanh nè, chúng ta ăn nhiều rau củ quả, ví dụ khoai lang rồi khoai tây, hoặc là su hào, rồi đó, những cái thức ăn mà có chất xơ, thì cái đường tiêu hóa của chúng ta tốt, nó khó ứ đọng lại những cái axit dạ dày, hoặc là cái đường tiêu hóa của chúng ta làm việc tốt thì cái cơ thể của chúng ta nó rất là khỏe. Còn nước uống thì những nước uống đơn giản nhất là nước uống lọc, không uống đá quá nhiều. Thậm chí một số người thích thì cứ để ấm ấm, chứ đừng có uống nóng quá, thì nó có thể là tổn thương cái niêm mạc hầu họng của chúng ta. Còn những cái nước mà rất là rẻ và rất là tốt, đó là nước dừa, hoặc là dưa hấu, hoặc là những cái nước lê, nước táo ép,
thì đó là trong những cái nước uống mà có nhiều cái vitamin với lại những cái chất xơ mà chúng ta dùng thì sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho cơ thể. Cơ thể ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ lướt qua rất là được nhiều bệnh tật, và đặc biệt là đường hô hấp và hen suyễn. Trước hết thì xin cảm ơn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tạo điều kiện cho tôi có một cái bữa trò chuyện với lại quý khán giả xem chương trình. Thì năm mới sắp đến thì bất cứ tôi hay ai cũng vậy, cũng đều mong muốn rằng tất cả mọi người luôn có những cái nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và đặc biệt là gia đình phải là bình an, và chúng ta hưởng một cái Tết rất là trọn vẹn.